Hello các bác nhá. Em lên cái video này giới thiệu quát là 22 cái chân máy quay. Cái dòng này là cái dòng cho các bác về lắp kẹp điện thoại này. Đây là kẹp điện thoại em gửi tặng kèm nhá các bác nhá. Đây về cộng nó sẽ có ốc ở đây này. Đây một lỗ, đây một lỗ. Các bác sẽ vặn vào thôi. Đấy, để các bác dùng cho kẹp điện thoại. Còn các bác về nhà mà lắp máy quay này, máy ảnh này, máy chiếu này, đấy thì nó sẽ là cái tiêu chuẩn chung quốc tế rồi, cái gen ốc nó sẽ vừa hết thôi nhé. Ở đây thì em sẽ chọn trong cái video này thì toàn những cái chân, thứ nhất là Slick, thứ hai là Vebon, Sony, nói chung là những cái chân hàng thương hiệu, những cái chân mà nó cứng cáp, nó to đấy mà hàng đẹp, và những cái chân mà cái loại mà nó nhỏ nhỏ quá. Đây ví dụ như là cái loại này thì có này. Đấy, ví dụ như cái loại này. Mấy cái loại kiểu kiểu như thế này thì giá nó bán khoảng tầm độ 200 đến 150, khi thậm chí là 100. Thì em sẽ lên ở một cái video sau các bác nhá. Và những cái chân bé này mai chắc là em sẽ bán theo combo hai cái một thôi. Đấy, chứ mà gửi có một cái mà 100.000 thì nó không bốc bỏ không đóng hàng. Thứ hai là các bác mất một lần tiền ship thôi. Đấy, chân rẻ tiền thì em rất là nhiều nhá. Ở đây là những cái dòng chân thuộc cái dòng chân nếu như mà nói về các cái dòng chân máy quay thì nó thuộc vào hàng trung cấp rồi, nó của các, nhưng mà nó của các thương hiệu nổi tiếng thôi nhé. Chứ còn các bác có thể mua những cái chân máy Trung Quốc nó bán thì chỉ khoảng độ nếu mà chân bé này kẹp điện thoại nó bán như kiểu này của Trung Quốc này, nhỏ thì bán tầm 80.000 thôi, nhưng mà nó mỏng như cái lá lúa, nó mỏng nó thấp thôi. Còn nếu mà cái chân được một chút, là ví dụ như đây, cái này em để đây tặng nhé. Ví dụ như cái chân to tầm như thế này mà của Trung Quốc ấy, thì có khi chỉ tầm độ 400 hoặc là 500 thôi là có đã mua được một cái chân đầy đủ chức năng. Đấy, nó cũng có tay quay này, cũng có tay quay rồi. Đấy, quay lên cái xuống, quay lên cái xuống cái tròn thì cái chân nào nó cũng dùng được, cái chân nào nó như thế hết có nghĩa. Nhưng mà cái hàng thương hiệu, hàng đắt tiền ấy, thì thứ nhất thì nói các bác này, ba cái ống này nhá, là phần giữa này, nó là đều nhôm hết, coi nhá, nhôm thì nó mới nhẹ được, tại vì lắp máy quay nó không cần thiết là nó phải nặng, không cần thiết là phải chắc lắm, coi nhá. Chứ còn các bác cứ quảng cáo nó bằng thép thì không phải đâu, nó bằng nhôm, coi nhá, đây là bằng nhôm. Các cái phần ba chạc trên này này thì nó sẽ bằng nhựa, và các cái khóa này sẽ bằng nhựa. Còn những cái thằng cao cấp hơn thì nó phun nhôm toàn thân là một. Đấy, hoặc cao cấp hơn nữa thì nó sẽ bằng carbon. Bằng carbon các bác nhé. Nhưng mà cái chân thằng Nhật bãi các bác này, quay như này này, nó êm. Đấy, quay như này này, nó cũng êm. Còn những cái chân thường rẻ tiền thì nó quay như này, nó sẽ không êm bằng. Đấy, thứ hai là cái phần nhựa, nó sẽ là cái thằng nhựa tái chế, nó rẻ như thế rồi thì nó chỉ có là nhựa tái chế nó mới rẻ thôi các bác nha. Còn đây này, các bác có thể search ra chân Slick Vebon rất là nổi tiếng. Đây Slick GX8400, cho mượn một cái điện thoại đen này vợ ơi để search luôn đây nhá. Con này có cả cái bát tháo lắp nhanh, bát tháo lắp nhanh này thì các bác sẽ lắp cái máy quay vào đây. Đó, các bác sẽ lắp cái máy quay vào đây thì khi mà mình tháo, mình cầm cái máy quay mình di chuyển lên thì mình sẽ gạt nó ra, nhấc đi. Đấy, nhấc ra xong thôi. Đây nhá, tay quay này. Con chân này thì hàng đã qua sử dụng rồi nhưng mà còn rất đẹp. Đấy, như cái chân này là nặng 1,3 cân. Thấp nhất là 50 cm và cao tối đa là 1m6. Cái thông số đo thì nó có thể xê dịch một vài centi các bác nhé, bởi vì em đo áng áng chừng thôi. Đây em sẽ search thử cho các bác xem này. Slick 8400, GX 8400 nhé. Slick GX 8400. Thì đây nhé các bác nhé, đây này. Các bác search ra chân này là chân hàng Nhật bãi nhé. Nó bán là bên Nhật thì chữ Nhật đây này. Đâu cái trang chưa vào được, em
xem chỗ nào là báo giá nhỉ. Đây. Đây, em bấm mở nha. Đây cho các bác xem. Select GX 8400 này, đầu xoay hai chiều, tương thích cả phim và quay phim và máy ảnh. Đó. Chân này sẽ có 4 đoạn này, 4 bước. Đây nha các bác nhé, cái chân này là chân đã qua sử dụng rồi, đang bán trên cái trang đấu giá của Nhật các bác nhé, đây nó ghi rõ này. Hàng mới chưa mở nhưng do quá cũ nên có một vài vết chảy xước nhẹ. Đó. Đây đang bán đấu giá là 8.800 yên, 8.000 yên, bây giờ con này đang bán đấu giá ở bên Nhật luôn khoảng tầm 1,5 triệu. Còn nếu mà mới tinh thì nó chắc như cái chân này mới tinh thì chắc nó khoảng tầm độ 2 triệu mấy 3 triệu gì đấy. Đây nhận đây là kích thước chuẩn của nó này. Ở cao nhất là 1579mm thôi nhá và hạ thấp nhất là 477mm. Đó, nặng là 1,330g. Đấy. Đó, những chân này thì nó khá đắt thôi nhé. Tí có một vài cái chân mới nó còn nguyên hộp ấy, em sẽ cho các bác xem cái giá bán mới của nó. Thì đây cái chân này thì em cho các bác bán cho các bác là giá là 700k. Đây các bác nhìn này. Đấy. Rất là đẹp các bác nhá. Con chân này còn cả túi nhá các bác nhá. Đây còn cả túi nhá. Cái túi tuy nhiên cái túi thì nó có một vài cái vết thủng nhẹ lách rách thì túi nó cũ rồi. Bác nào mà thích mua túi mới thì lên Shopee mua. Các bác mua mấy cái túi khoảng tầm độ 100-200 nghìn thì nó xịn. Còn cái túi bán mấy chục thì nó cũng mỏng mảnh như cái này thôi. Còn cái này mã thì C15 à. Em bỏ lại cái này nhé. Em lên từ đoạn này đi, từ C1 đi. Thế nha, em lên cho các bác từ mã C1. Vebon CX440. Đây ạ, Vebon CX440. Có tay quay này. Có tay quay này, có cái bát tháo lắp nhanh này. Đó, như thế này là để máy mình lắp cái kẹp điện thoại lên thì mình kẹp nằm máy như thế này này, dựng lên như này là đứng máy này. Đấy, mình quay lại ảnh các bác chỉnh như thế nhá các bác nhá. Đây là cái tay quay này, quay tròn siết nó lại này, cầm như thế này nhá, vặn lỏng ra là chỉnh chiều này. Đấy, mấy con này kiểu con nào nó thế các bác nhá, nên là em chỉ giới thiệu qua một lần thôi, còn tí nữa em sẽ báo về kích thước và giá tiền, cân nặng, chiều cao như vậy thôi. Đấy. Con này nặng 1,2 cân, thấp nhất là 50cm, thấp nhất con này nó khoảng gọi là hơn 50 một chút các bác nhé, khoảng 53, 54, 52 gì đấy, cao tối đa là 1,5 m và giá là 700k. Con này còn cả túi này, mã này là CX440 đó. Và đây một tiếp một chiếc CX440 tiếp này cũng là giá 700k thôi nhé. Tiếp theo đây có một chiếc rất là đẹp màu đen, Vebon EX440. Từ nãy là CX440 các bác nhé. Đây cho các bác so sánh hai con này. Cái con EX440 màu đen này ấy, thì nếu mà thu gọn lại thì nó sẽ ngắn hơn một chút. Nó sẽ ngắn hơn một tầm độ 5-6cm. Nhưng mà rút ra nó sẽ dài hơn, tại vì chân nó sẽ có 3 đoạn này, rút được 3 nấc nữa. Đấy, đây 1 2 3 này. Đấy các bác nhé. Còn thằng CX440 thì nó chỉ rút được 2 đoạn thôi. Đấy, thằng này nó cao được tới 1,6 m, cũng giá 700k, còn cả túi. Vừa rồi là C3 cũng 700 nhé. Con này là con C4 này, Vebon CX444. Đấy, 444. Con này chân thì cũng rút 3 đoạn, cũng đều có tay quay. Con này còn cả túi này. Cao 50-160cm, nặng 1,3 cân, giá 700k. Các bác mua ví dụ như mà mua mấy cái chân tàu vài 300 nghìn thì các bác chỉ để ở nhà để mà gọi là kẹp điện thoại livestream thôi, hoặc là dùng ở nhà thôi. Chứ còn các bác mà đem ví dụ như mà lắp mấy cái máy mà đi ra ngoài ấy,
tức là mình cầm đến chỗ đông người thì các bác mua những cái chân nó thương hiệu một chút đấy thì nhìn nó đẳng cấp hơn. Chứ là nhìn mấy cái chân tàu không có thương hiệu thì nhìn nó hơi củ chuối một chút các bác nhá. Đây, giá như giá em bán con này 700.000 thì nó mới một bằng phần ba phần tư giá mới thôi, mà cái chân này nó rất là đẹp đấy. Mà cái chân này thì thực chất thì chẳng có gì để hỏng cả. Này đang hơi xít tí nha, mai em xịt cho cái dầu nó trơn đây, đấy nó trơn luôn rồi này. lâu ngày mình không sử dụng đến như thế. Cái này chỉ có mỗi là không may các bác làm rơi thì nó đổ nó gãy thôi, chứ còn chẳng có gì mà hỏng được cả. CX444 mã C4 700k có cả túi. Đây một chiếc CX444 nữa này, cũng giá 700k nhé. Con này cũng có túi nhé, mai sẽ tìm túi cho con này. Con này có túi này. Đây mấy con carbon này thì em đang có sẵn mấy cái túi thì mai sẽ tìm cho có túi nhé. Con này là con CX440 đấy, giống như mấy con C1, C2 thì nãy. Đó, cũng giá 700 có túi cho các bác. Mã C6 các bác nhé. C6. Con này là C7, mã C7, Vebon CX430. Con này thì nó lại không có tay quay các bác nhé. Con này thiết kế không có tay quay. Cái đời mã 430 này là không có tay quay. Đó, cái 440 kia mới có tay quay. Khá đẹp các bác nhé. Một con này không có tay quay thì em bán 600 thôi. Đấy, rẻ hơn được 100k. 600k cho cái Vebon CX430. Rồi, để quay lùi cái máy lên tí cho các bác dễ xem nè. Đây. Tiếp theo cái chân này còn túi này các bác này, con chân này gần như mới luôn đấy. Xuất sắc luôn. Cái chân này thì là của hãng Hakuba, nó còn giấy gì. Không quá. Đây. Mã HK-834B. Con này nặng 1 cân. Cao từ 50 tới 130 cm. Đó, mã C8 600k có tay quay, các bác tháo lắp nhanh. Em thật các bác nhé, cái chân này này. Bỏ vào túi, bỏ vào trong hộp bảo mới các bác không biết là đã sử dụng rồi luôn. Đây. Không khác gì mới. Đấy. Mã C8 600k. Mã C9 này, Vebon, con này thì bị lỗi một chút. Con này bị lỗi nhẹ một chút cho các bác xem. Đây. Trong cái quá trình vận chuyển nó bị móp. Đấy. Rút ra như thế này là nó vướng. Nhưng mà cố tình dùng sức rút thì nó vẫn ra thôi nhé. Nó chỉ móp một cái đoạn đấy thôi. Còn chân trong này vẫn rút được bình thường. Đấy. Hai cái chân kia thì không móp các bác nhé. Đây, chân này siêu to. Vebon EX 630. Đầu quay rất là mượt. Có tay quay đầy đủ hết. Như con này mà không móp ấy, thì giá thì nó ít nhất phải tầm 1 triệu rồi. Đấy, chân đẹp như thế này. Giá 500k. Nặng 1,7 cân. Cao 60 tới 170 cm các bác nhé. Đây. Quá đẹp luôn. Mã C9. Tiếp theo là mã C10. C10 cái này của hãng LPL. Con này còn khá đẹp. Con này đầu dầu này con này. Đó. Thường thường những con đầu dầu hiếm lắm, những cái con mà đầu như nãy thì thường là đầu bi. Không nhé, đây nếu là đầu dầu. Đó. Mà những cái chân Trung Quốc đa phần mấy trăm nghìn thì con chỉ mua được cái chân đầu bi như nãy thôi. Chứ lắm chỗ người ta cứ quảng cáo các đầu dầu. Đây, đầu dầu rất là đắt. Thậm chí những cái con này nó cái đầu dầu này này, nó cũng chỉ thuộc loại trung bình thôi. Trung bình một chút thôi, chứ chưa phải là đầu dầu xịn nhé con nhé. Một cái chân mà nó có cái đầu dầu ngon nên nguyên một cái phần đầu tháo rời ra này. Đấy, nó có tầm 2-3 triệu rồi. Đấy là nguyên cái phần đầu. Đầu chân, đây một cái đầu loại này con này. Đấy, đây nha, em quay cho bác xem một cái đoạn như thế này. Đấy, tháo rời ra nguyên đoạn này, này. Đó, nó phải vài triệu. Đấy là một cái đầu dầu ngon. Còn cái đầu này thì nó chỉ gọi là hàng trung cấp thôi. Trung bình. Nhưng mà quay lia đi lia lại nó sẽ mượt hơn những cái khác các bác nhé.
cao 45 tới 140 cm, mã C10, nặng 1 cân 1, giá 700k. Đấy. Toàn bộ những cái chân ở đây thì các ba cái chân này, ống ở giữa là nhôm, còn các phần đầu này khóa sẽ là nhựa thôi nhé. Nhưng mà các bác nào mà có rồi thì các bác có thể nhìn thấy là cái phần cái nhựa nó giống như kiểu là cái loại này, nhựa cao cấp hơn chứ không phải là nhựa tái chế nhé. Cái loại nhựa tái chế nhìn nó cứng. Ở đây này, cái này mới tinh có cột luôn đấy các bác, giá thì rẻ 300.000. 300.000, con này không có tay quay. Đó, có bát tháo lắp nhanh các bác nhé. Đây hộp đây. Thông số này. Em xem cái giấy này còn không nào. Có ghi giá mới không nào. Con này cao tối đa là gần 1m3 này. Thu gọn lại là 440 này. Nặng 730g. Mã C11 300k. Đấy, 300k đấy. Mới tinh luôn. Tiếp theo một cái chân mới nữa. Chân mới tinh của Slick. Con này còn cả túi nhá. Đây, con này chân con này cũng mới tinh chưa dùng luôn, nhưng mà để thì nó bụi bặm. Slick. Con này không có tay quay nhá. Con này cũng giá 300k. Cao tối đa được gần 1m nhá. Nặng 570g, thu gọn lại là 360 cm. Đó, Slick. Con này nó không để giá bán mới. Rồi em cũng bán cho các bác 300k. C12 300k nhá. Tiếp theo là C13 của hãng Slick. Đây, cũng khá to. C13 cao 60 tới 150 cm. Nặng 1 cân 2, giá 500k, có tay quay. Có cả bát tháo lắp nhanh. C13 500k. Đây là chân Hakuba mã C14 này. C14 700k. Đây, chân đẹp. Con này thì mới tinh luôn các bác nha. Giá bán là 7.800 yên, 7214. Con này đang bán mới khoảng 1.400.000. Đấy, các bác mua bây giờ là giá một nửa tiền so với mới nhé. Đây. Em cho các bác xem cái thông số này. Nặng là 1.000 một cân đi nhé, 20g bỏ qua. Con này cao tối đa được 1m. Đây cao mà. Tối đa được 1.145 mm, thu gọn lại là 440. Còn mình dạng ra như này sẽ là cao 420 mm. Hakuba. Đây cái đầu mã vạch 49 này các bác này, là được bán tại siêu thị bên Nhật các bác nhé. Đấy, còn tất nhiên là bây giờ tất cả các cái mặt hàng đời mới rồi thì nó sẽ sản xuất tại Made in China. 100% Made in China rồi. Hakuba. Đầy đủ các chức năng luôn nhá, 700k. Con này mã C14 700k. Con Slick thì nó em lên rồi, GX8400 mã C15. Mã C15 đây, đầu video có quay rồi. C15 700k. Tiếp theo con này C16 này các bác này, con này thì chả có thương hiệu gì hết. C16. Đây, con này khá hay. Đây. C16. Nặng có 6 lạng thôi. Giá 250k. Con này kéo dài ra hết cỡ được cái 6 các bác nhá. Đấy. Con này thì kéo dài về cái phần đầu như thế này. Đấy. C16 250k. Nhỏ gọn. Thu gọn lại khoảng 40 cm. C16 250k. C17 300k này các bác này, C17
loại này đúng là loại mini luôn, nhưng mà củ đầu khá to. Chân này chân inox các bác nhé. Con này thu gọn lại 30 cm, nặng 7 lạng, giá 300k. Đây, chân là giúp như thế này. Đó. C17 300k. Tiếp theo là C18, C18 giới thiệu các bác là một con chân của Sony. Đây, chân Sony mới tinh luôn. Con này thì có cái tay điều khiển này, rắc cắm tròn kiểu này. Cái này thì em không biết là nó còn dùng hay không, tại vì em không có máy để thử các bác nhé. Đó, em bán chân thôi, còn cái tay cầm này về thì em không biết là còn dùng được hay không đâu. Đấy, đầy đủ chức năng. À, con này thì không có, dòng này không có tay quay, có bát tháo lắp nhanh này. Sony mới tinh luôn. Đây em xem cái thông số của nó này các bác này. Đây nha, cái quyển sách này chưa bóc này, giờ em mới bóc ra này. Đó, sách này một quyển này luôn này. Đây thông số đây, nặng 1 cân 1 qua nhé, nặng 1 cân 1. Tải trọng khuyến cáo của sản xuất là tải được 3 cân các bác nhé, thường lắp cái máy quay được 3 cân. Còn tất nhiên thì các bác có lắp lên đến 5-6 cân cũng không sao, không gãy được đâu. Con này cao tối đa thì được có 1140 mm thôi, thu gọn lại là 450. Đấy. Ui, mớ sách này. Ôi, về các bác tự tìm hiểu nhé. Toàn chữ Nhật đây, về các bác sử dụng cái phần mềm Google dịch, chụp ảnh nó dịch ra cho. 700k. Sony VCT-570ZM. Đấy, search các bác, cứ search tìm hiểu thoải mái đi. Tiếp theo là chân C19. C19 con này cầm cá chắc này. Con này nặng 1,5 cân các bác nhé, nặng 1,5 cân. Cao 50 tới 120 cm và giá là 500k. Đấy, con này rút ra như thế này. Đấy, đây mình rút ra. 500k. C19 500k. C20 này có này, nhỏ gọn đẹp, ở Vebon BK-3300. Con này thì không có tay quay. Đấy, có bát tháo lắp nhanh, bé tí như này cũng có bát tháo lắp nhanh. Con này 400k thôi. Đấy, siêu đẹp cho các bác luôn. Hàng thương hiệu luôn, chứ không phải là mấy cái hàng trôi nổi khác. Nặng 9 lạng, cao 50 tới 150 cm. Tiếp theo là C21. C21 của hãng Kenco. Đấy, Kenco thì cũng thuộc, nói chung là cái thằng Kenco ấy thì nó sẽ sản xuất cái thằng chân máy quay ở cái phân khúc rẻ tiền thôi nhé. Những cái chân mà ở cái video sau em bán cho các bác ấy, chân 300 quay đầu trở lại thì đa phần là Kenco là nhiều. Còn những cái thằng chân Kenco là ít nhá, to nhá. Em ít thấy thằng hãng Kenco nó sản xuất cái loại chân cao cấp và những cái loại trung cấp như thế này, rất là ít các bác nhá. Nó Kenco thì nó đánh vào cái phân khúc khách hàng tầm tầm thấp hơn thôi nhá. Đây mã Kenco KM-K1903. Đấy. Con này là 450k. Có tay quay này, có bát tháo lắp nhanh này. Nặng 1 cân. Cao 50 tới 130 cm. Tiếp theo là mã C22. C22 con này của hãng Slick. Đây là con mã này. Slick 4238 à. Khá đẹp coi nha, con chân này không khác gì mới đâu. Con chân này không khác gì mới. Con này không có tay quay. Không có tay quay. Cao 50 tới 150 cm, nặng 0,9 cân, 9 lạng nha. Giá 350k. Mã C22 350k.
Cuối video lên cho các bác một cái chân này là cái chân full inox mini các nha, Hakuba này rút này, rút con này nói chung là các bác rút tối đa chắc nó được khoảng tầm độ hơn mét nốt gì đấy, phù hợp cho các bác bỏ ba lô đi du lịch này, cao đúng găng tay, hơn găng tay tí xíu. Đó, đây cũng quay tròn này, chỉnh lên chỉnh xuống này, hôm nay có cả chỉnh máy đứng lên nữa này. 250k có nha. Đó, mã cuối cùng này là 250k. C23 nhé, em sẽ dán mã cái này là C23. C23 250k. Đúng rồi. Đấy, trận quay thì em còn nhiều lắm, đây là một góc nhỏ thôi. Đây em quay cho các bác mấy cái chân hàng mà nó tôi đi xe xong sao sẽ là cái hàng ít tiền đây. Ví dụ như cái hãng gì này, Dung Teng này, Dung Teng, cái chân này thì Trung Quốc cũng có. Cái chân này thì nó đúng là nó là thương hiệu đến của cái thằng Trung Quốc, nhưng mà cái chân này như của em đang bán này nó cũng là cái chân này nó xuất sang Nhật các bác nhé. Chân Dung Teng này thì ở bên trên Shopee bán chân của Trung Quốc thì nó cũng khá là rẻ, chắc chỉ 200-300 nghìn thôi. Đấy, nhưng mà cái các bác để ý cho em, các bác nếu mà cầm hai cái thì các bác mới so sánh được là phần nhựa này. Đó, phần nhựa này. Những cái chân này là cái chân Nhật bãi thì cái chất nhựa nó sẽ ngon hơn. Đấy. Hoặc là mấy cái chân đây, mấy cái chân này giống như kiểu của Kenko ấy, nó rẻ. Đây. Đấy. Thì cái video sale sau đi, em sẽ lên cho các bác cái chân rẻ để các bác chọn. Các bác nào mà chưa đăng ký kênh thì các bác nhấn vào cái nút đăng ký kênh nhé, thì khi mà em lên video ấy thì nó sẽ thông báo cho các bác thì các bác sẽ xem được. Ok các bác nhé.